Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Lão Bá Đạo. À, hôm nay mình sẽ có một cái scramble. Đây là scramble của mình. Thì mình đã gửi cho cái scramble này cho một số bạn, và điều đặc biệt là tất cả các bạn YouTuber trong video này đều là nữ. Và mình sẽ ưu ái cho tất cả các bạn ở trong video này, và mình muốn ưu ái cho tất cả các bạn nữ. Bởi vì thường thì trong group hiện nay thì có một số hiện tượng xảy ra, đó là mỗi khi một YouTuber nữ đăng một bài viết hoặc là một video nào đó lên thì các bạn nam liền rần rần và tỏ ra thái độ rất là kỳ lạ và bất ngờ. Và mình muốn nói cho các bạn rằng các bạn ấy, các bạn nữ cũng là một nửa trong số dân số thế giới. Các bạn ấy là nữ, các bạn ấy chơi Rubik cũng là chuyện bình thường thôi. Vì vậy các bạn đừng nên tỏ ra bị bất ngờ hay là có hành động ô gái kìa. Mình không thích như thế chút nào. À, lần bây giờ chúng ta có scramble đây rồi thì chúng ta sẽ cùng đến với các video clip sample so của các bạn nữ, và các bạn hãy xem và comment xem ra chọn ra một người nào đó có example tốt nhất và cách giải tối ưu nhất trong tất cả các bạn. Ok. Tiên thì chúng ta sẽ tìm mặt nào cross nhanh và thuận lợi nhất, thì chúng ta sẽ thấy được mặt vàng có hai viên ở đây, quá ngon luôn. Tìm tiếp hai viên tiếp theo là ở đây và ở đây. Tối ưu hóa bước giải. Xong cross là chúng ta sẽ tìm cặp F2L. Mình thì mình sẽ làm cặp này đầu tiên, tách ra và đưa vào đúng vị trí của nó. Làm tiếp cặp tiếp theo là đây. Cặp tiếp theo sẽ ở đây. Và cặp cuối cùng làm OLL và BLL. Bây giờ mình sẽ làm rõ trước, ở đây có bốn cánh trắng này, đưa đúng màu đó. Bây giờ có cặp cạnh này, để đưa xuống đây. Và cặp cạnh này, mình sẽ đưa xuống đây. Cặp đỏ mình sẽ đưa xuống đây, để đưa cạnh đỏ xanh lá xuống màu của nó. Cạnh cuối cùng OLL. BLL. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái rất màu trắng nha. Mình thấy đây, đây, đây và đây. Mình chuyển cái này vào đây. Mình này xuống cái đầu một cặp xanh đỏ. Rồi, giờ mình xem mình thấy cậu FL này, cậu FL này. Giờ mình thấy cậu FL tiếp theo. Rồi, tiếp theo cậu FL thứ 3. Và cậu FL cuối cùng. Rồi, OLL, BLL. Cặp có 1, 2, 3, 4 ở đây. Giờ sẽ làm một mảnh ở đây, đưa ra đây. Cái màu xanh, một cái màu vàng, à màu cam. Cặp FQ thứ nhất, đây, hai cặp này. Đây, cặp thứ hai. Cặp thứ ba kết nối vào. Cặp thứ tư đó đã có màu, sẽ tạo phù hợp đó. Rồi đến chữ T. Với cái scramble này thì ở đây mình thấy là có ba cái cạnh. Cạnh màu trắng xanh dương, trắng xanh lá, trắng đỏ và trắng cam. Rồi, thì để làm cái cross mình sẽ để trắng đỏ đây, trắng cam đây, trắng đỏ xuống, này qua đây, để hai này xuống và cái cuối cùng là cái này sẽ về với cái tông của nó này.
sẽ đẩy nó xuống. Thì ở đây mình thấy nè, có cái cạnh cam xanh dương, còn đây là cái góc trắng xanh dương và cam. Thì các bạn sẽ làm như thế này để làm được một cái khe cái thì các bạn để nó xuống. Rồi mình thấy luôn cái PF này lỡ hàng của mình làm ở đây. Rồi ở đây là PF này lỡ ba của mình. Mình chỉ cần để nó qua đây, mình làm nó sau này. Và mình để nó vô. Đây là PF này lỡ cuối cùng của mình. Còn đây là bạn có trường hợp OL cơ bản. Và đây là trường hợp PLGR. Ở đây, đây, đây và đây. Mình sẽ đưa viên màu cam vào đây trước. Sau đó đưa màu đỏ vào đúng vị trí của nó. Rồi đưa màu xanh lá đằng sau. Đưa màu cam vào đây. Đưa xanh lá xuống. Và đưa màu đỏ và xanh biển xuống. Rồi, thấy cặp FL này đầu tiên. Mình sẽ làm cặp này trước. Thấy cặp này nữa. Mình sẽ để ý cầm này. Quay y phải làm cơ mu bên tay phải. Thì làm tay phải thận tay hơn và tay bằng chứng. Cái cầm này. Để ý cầm này. Móc viên này xuống. Thấy cặp này. Mình sẽ quay sang đây và móc cặp này xuống, rồi đưa viên này lên luôn, hoàn thành FL, đến OL, và BL. Làm cross theo công thức cơ bản, là lâm tâm. Có cặp FL ở đây. Cặp ở đây. Là công thức đưa góc màu trắng này về giữa hai tâm cùng màu với nó, giống như công thức cơ bản. Cạnh nó nằm ở đây, đưa nó về và sửa lại bằng công thức giống như trường hợp hồi nãy. OLL và BLL. Bốn cạnh cơ rốt màu xanh lá đỡ cam với à xanh dương, cho màu xanh lá lên cho màu đỡ lại, màu đỏ đối diện với màu cam này, đưa trả màu xanh dương về. Cặp bếp hai lơ đầu tiên rồi. Cặp thứ hai quay ra lại nhìn đấy, cặp thứ ba rồi, cặp thứ tư, cặp thứ tư lên. Đầu tiên mình sẽ làm cross, cross màu trắng nha. Đây. R phớt, F phớt. Mình đưa này qua đây. Cả này dài. Và đem cái màu này lên phía trên này. Rồi. Sau đó mình làm F2L. Mình đưa về những cái trường hợp cơ bản để mình giải thôi. Rồi cặp tiếp theo. Đây, đưa cái này lên. Đây. Nhảy xuống, đưa cái này vào đây. Tiếp theo.
olala. Và bê la la. Với scramble này thì mình sẽ ra bằng phương pháp x cross. Đây. Được một góc 2x2x2 đây. Và F2L thứ 2. F2L thứ 3. Và F2L cuối. Đây. Order và PL. Xong. Và đầu tiên chúng ta sẽ làm cross ở mặt vàng. Các bạn có thể thấy là bây giờ mình sẽ đưa viên này qua đây, viên này sẽ qua đây. Đây. Viên này xuống đây. Đẩy nó qua, đưa nó xuống rồi đẩy qua lại. Rồi chúng ta đã đúng được cross. Đây, ở đây các bạn có thấy có một cặp F2L này. Mình sẽ làm viên này lắp vào đây này. Này sẽ đưa nó vào đây. Đây cạnh này. Đưa nó vào đây. Sau đó cạnh cuối cùng đưa nó vào đây. Rồi. Và cuối cùng là BL. Với scramble này mình sẽ làm cross màu trắng. Và sau đây mình sẽ làm cross. Và thành đó, mình thấy liền trước mắt của mình là cặp F2L. Mình sẽ đưa nó vô đây. Và tìm cặp F2L tiếp theo. Rồi. Làm olala và đây là cảm ơn các bạn. Để trai thì mới có nhiều tình yêu. Hi hi hi, ta sẽ là special Cooper trong 12 scramble. Oh sorry, 1 scramble 12 Cooper, 1 scramble 12 Cooper. Rồi bây giờ chơi vậy nữa, mình sẽ chọn mặt F là xanh nha. Ở đây mình sẽ thấy có một cái cross đỏ đây. Mình là trước tiên là mình sẽ cho cái cam lên đây trước. Xong rồi mình đưa cái đỏ xuống nè. Qua đây. Đưa cái đỏ này xuống. Và mình U2 qua đây. Cái xanh. Đưa xuống. Thì trước khi xuống mình sẽ kiếm đây có một cái F2L ở đây. Đây đúng bài luôn. Mình sẽ lúc tiếp một cái đây nữa. Đó đây. Cái thứ ba là ở đây luôn. Đây là cái thứ tư. Sao nhỉ? Đây. Đó là yêu thích nè. Và ra một cái chữ gòn vô hộp. Làm cái chữ T, chữ U. Xong.